Tội ác tình dục dơ bẩn trong giới chân dài Trung Quốc. Phần lớn người mẫu trong showbiz Hoa ngữ đều chấp nhận cơ thể và danh dự bị xâm hại để đổi lấy sự nghiệp. Câu chuyện giám đốc hãng nội y Victoria Sarrage bị nhiều người tố cáo có hành vi quấy rối chân dài thiên thần thương hiệu những ngày qua đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ việc một lần nữa vén lên bức màn đen tối về vấn nạn gạ gẫm quấy rối tình dục trong giới thời trang hào nhoáng. Không chỉ ở Mỹ, tại showbiz Hoa ngữ, chủ đề người mẫu bị gạ tình quấy rối tình dục và cưỡng bức cũng là vấn nạn nhức nhối nhiều năm qua. Những cô gái trẻ mê hào quang bị nuốt chửng. Theo Tân Hoa Xã, ngành công nghiệp thời trang Trung Quốc phát triển cũng như sự vươn tầm thế giới của nhiều chân dài như Lưu Văn, Hề Mộng Giao, Hà Tuệ đã kéo theo sự bùng nổ tham vọng nổi tiếng của hàng loạt cô gái trẻ ở đủ mọi lứa tuổi. Họ muốn thông qua lĩnh vực này bước một chân vào showbiz. Cùng với sự phát triển của ngành người mẫu, quy tắc ngầm cũng dần được hình thành. Điều này đã kéo theo sự bùng nổ đến vấn nạn quấy rối tình dục, thậm chí là tệ nạn mại dâm, đổi chác thân xác để tìm kiếm cơ hội vụt sáng thành chân dài đắt giá, ngôi sao tên tuổi. Gái nhiếp ảnh gia đó đột nhiên khen chân tôi đẹp, rồi chạm vào chúng. Anh ta giả vờ lấy rượu vang ra uống và mời tôi say cùng. Khi tôi từ chối, người đó tiếp tục giở chiêu khác khi lấy ra một bộ váy ngắn áo cũn cỡn, hở hang bắt tôi mặc. Lúc thấy tôi thò kem chống nắng, gã ta còn chẳng ngại mà chạy đến thò khắp người tôi. Rõ là biết mình bị sầm sỡ, nhưng có muốn phản kháng cũng chẳng được. Một nữ người mẫu giấu tên đến từ Đài Loan chia sẻ với Sina. Sina cho hay cô gái trẻ này chỉ mới bước chân vào nghề được 3 tháng và sở hữu nhan sắc ngọt ngào với 8.000 lượt theo dõi trên trang Weibo. Hãy thay quần áo trước mặt anh. Dương Phạm thuật lại lời nhiếp ảnh gia đã nói với cô trong buổi chụp ảnh. Người đẹp 9X đến từ Nam Kinh và khởi nghiệp bằng việc làm mẫu nữ ở triển lãm xe hơi. Dương Phạm thừa nhận với ký giả Sohu, môi trường làm việc trong giới thời trang phức tạp, nhiều cạm bẫy, khiến những người mới dễ bị cám dỗ và sa ngã nếu thiếu tỉnh táo. Tôi từng được một đạo diễn vừa có tiếng vừa có quyền đề nghị gửi ảnh khỏa thân để xuất hiện trong một show truyền hình nổi tiếng. Có người đồng ý chi phong bì, nâng đỡ tôi nổi tiếng nếu ký vào bản hợp đồng phụ, có điều khoản là đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương và không được phản kháng hay chống đối, bên cạnh hợp đồng chính, nữ người mẫu nói. Trong khi đó, một số người mẫu khác lại cho hay họ cũng thường xuyên bị các nhiếp ảnh gia, đạo diễn, nhà sản xuất tiếp cận, xin số điện thoại và gạ gẫm vào khách sạn hay đi ăn tối, du lịch để đổi lấy cơ hội đổi đời. Biến người mẫu trở thành gái mại dâm cao cấp. Mỗi năm, giới thời trang Trung Quốc có hàng nghìn cô gái trẻ đẹp gia nhập showbiz, nhưng chỉ ít có thể nổi tiếng. Nhiều người trong số đó vì bị hào quang tiền tài che mắt và chấp nhận giao dịch thân xác, bán dâm, giới người mẫu là nguồn cung nhiều gái mại dâm hạng sang, Tân Hoa Xã bình luận. Một số công ty quản lý người mẫu trá hình tìm kiếm các cô gái trẻ có nguyện vọng nổi tiếng ở khắp nơi và mang về đào tạo. Những người này được đưa đi chụp những bức ảnh hở hang gây sốc nhằm tạo tiếng tâm, sau đó bị đem đi dâng cho các khách làng chơi trong các buổi tiệc trác táng. Có không ít cô gái vì nhẹ dạ cả tin mà bị lừa bản thân, nhưng cũng có những người mẫu tự nguyện gia nhập để có thể giao dịch tình tiền với người giàu có, Sina cho hay. Theo Sen, giá bán dâm của một chân dài hạng A thuộc nhóm này dao động từ 30.000 cho đến 50.000 đô mỗi lần phục vụ. Những chân dài kém tiếng hơn có thể nhận từ 2.000 cho đến 10.000 đô tùy mức độ nổi tiếng và ngoại hình. Trong trường hợp nhiếp ảnh gia lôi kéo được người mẫu tham gia đường dây, họ sẽ được trả từ 1.500 đến 3.000 đô. Con số này thậm chí có thể tăng lên gấp 2-3 lần tùy vào mức độ hài lòng của khách hàng với gà của người môi giới. Chấp nhận sống chung với lũ và nước mắt làm lỗi. Một số người mẫu trẻ vì muốn tìm nhiếp ảnh giỏi chụp ảnh để có sản phẩm chỉnh chu, đẹp mắt cho ra mắt công chúng, mà sẵn sàng bán thân với mức giá niêm yết rõ ràng hoặc hiến dâng miễn phí. Chính vì vậy, các bức ảnh đẹp của các người mẫu đang được mọi người chiêm ngưỡng, nhiều khả năng chính là sản phẩm của thương vụ giao dịch dơ bẩn trong giới. Chia sẻ của nữ người mẫu Đài Loan Tivia Chen mới đây khiến khán giả không khỏi bị sốc. Nhưng Tivia Chen là mẫu nữ hiếm hoi dám đứng ra bóc trần sự thật dơ bẩn tồn tại bấy lâu nay trong giới người mẫu. Chân dài xứ Cảng Thơm Trần Lập Lãnh từng livestream tố cáo một nam đạo diễn nửa đêm gõ cửa phòng nhờ cô massage vì đau lưng và có nhiều lời gạ gẫm. Sau khi đưa việc này ra ánh sáng, người đẹp 34 tuổi bị đơn vị sản xuất này quỵt tiền lương không rõ lý do. Vài tháng qua, cô cũng không xuất hiện trên bất kỳ chương trình giải trí nào.
Trong khi đó, Dương Phàm sau bài phỏng vấn dài với tờ Sina về vấn nạn quấy rối tình dục, hơn 2 năm qua, tên tuổi của cô mất hút trong giới giải trí. Tội ác phơi bày trước mắt nhưng nghĩ tất cả đều sợ hãi, không dám nói ra. Ở Trung Quốc, hành động kể mình bị tấn công tình dục là việc làm rất bất bình thường. Trong showbiz, điều đó có thể giết chết sự nghiệp của nghệ sĩ. Vậy nên chẳng ai dạy gì mà đi tố cáo, nhất là với các cô gái mới vào ngành. Lựa chọn tốt nhất của họ ở thời điểm đó chính là chôn vùi vụ việc vào bóng tối. Một quản lý người mẫu giấu tên cho hay trên trang QQ. Không chỉ vậy, với nhiều chân dài lỡ dại sa ngã vào con đường bán dâm, sự nghiệp và danh tiếng của họ tựa như việc đứng trước bờ vực thẳm, có thể thiêu tan bất kỳ lúc nào nếu không may bị bắt. Kiếm được tiền nhưng cái giá đánh đổi là rất lớn. Tôn Tịnh Nhã từng lãnh án 3 năm tù, Trần Tĩnh Nghi lặng lẽ rút khỏi làng giải trí, đổi tên thành Trần Nhạc Đình, hay Tạ Y Kỳ phải đổi nghệ danh thành Lăng Uy Uy sau khi ngồi tù 8 năm cho hành vi bán dâm và môi giới gái. Tất cả họ đều rơi nước mắt sau khi bị phát giác, nhưng đã muộn màng khi mà công chúng và luật pháp không bao giờ tha thứ hành vi thiếu nhân cách trên. Tháng 7 năm 2019, làng giải trí Hồng Kông từng xôn xao trước thông tin một chân dài tiếng tăm 25 tuổi nhận lời mời đi hầu rượu đại gia, nhưng sau cùng lại bị cưỡng hiếp ở khách sạn. Người đàn ông Đài Loan đã trả cho người mẫu trên 17.000 đô để uống rượu cùng. Tuy nhiên, đại gia này sau đó đã chuốc thuốc mê và cưỡng bức cô. Tại đồn cảnh sát, nữ người mẫu cũng không dám cho lời khai thật rằng mình đã bán dâm và bị cưỡng bức. Sau nhiều lần đấu tranh khai thác, đội điều tra mới lấy được khẩu cung chính xác của người đẹp, vì cô luôn miệng cho biết mình bị cướp tài sản. Cô tự biến mình trở thành nạn nhân trong chính sự lựa chọn của bản thân mình.